Hello các bác nhá. Hôm nay là đầu xuân đây, hôm nay là 16 rồi. 16 các bác ạ. Đấy, hôm nay nhà em là xuất chuyến hàng đầu tiên. Hàng thì là cũng nhận đặt của các bác từ mùng 10 rồi. Đấy, tuy nhiên hôm nay là có một bộ đầu tiên là hoàn thiện mới cho khách thì mới bắt đầu là giao chuyến đầu tiên. Đấy, hôm nay 16 ấy. Thì hôm nay nhà bên em là có một bộ Tần Thủy Hoàng. Đây. Một lát nữa thì em sẽ giới thiệu qua cho bác chút thì bộ này thì là kích thước hàng bình dân thôi. Đấy thì hôm nay mời các bác là cùng theo chân em là đến bàn giao cho khách hàng nhé. Khách hàng gần xưởng thôi. Đấy, chuyến hàng đầu xuân. Đấy, trước khi đi thì em quay qua một chút. Đây các bác ơi, đây con ghế đầu năm của nhà em đây. Một bộ Tần Thủy Hoàng gỗ hương đá đây. Đấy, chuẩn bị lên đường đây. Thì em báo giá luôn các bác là thôi để một chút nữa đi. Một chút nữa em sẽ báo giá cho các bác đi. Đấy, bộ này là có 6 món vẫn kích thước như hàng thường lệ với dài 2m4. Những lần trước em giới thiệu các bác là toàn mẫu hàng dày, hàng VIP thôi. Đấy, bộ này là hàng kích thước bình dân. Đấy, cho khách tiêu dùng bình dân. Đấy, giá cả thì nó dưới 30 triệu thôi. Các bác nào quan tâm cụ thể thì inbox em tư vấn nhé. Dưới 30 triệu thôi. Đấy, rất đẹp. Đấy thì một lát nữa thì em mời các bác là đi theo chân em sẽ đến nhà khách hàng. Đấy, bàn giao cái bộ ghế này. Đây các bác, hàng bình dân giá dưới 30 triệu nhé. Rất đẹp, gỗ hương đá. Đấy. Đấy, đường nét hoa văn thì có lẽ em sẽ không giới thiệu nhiều nữa. Và bây giờ em sẽ mời các bác là theo chân em là đi bàn giao cho khách hàng. Đấy, đầu xuân nhé. Rồi một clip đầu xuân. Rồi, lên đi. Bốn người, khai xuân. Nào. Anh lên hạ thấp đầu xuống nhá. Nâng lên. Rồi ok rồi, bây giờ bắt đầu lên đường các bạn nhá. Đây, dưới này là có cả suối các bạn ạ. Đấy, hôm nay là chuyến hàng này của khách ở tận trong chân đồi cơ. Có cả suối các bạn. Đấy, các bạn nhìn kia đồi cao rồi nhá. Chân đồi luôn. Đấy, quay cho các bác xem là con đường vào nhà khách rất là nhỏ, ở tận trong chân đồi luôn. Đường nhỏ rất khó đi. Vạn sự khởi đầu nan này. Quá rồi, quay ra 200m. Rồi đi quá mọi người ạ. Thì bây giờ sẽ quay lại. Ô nhà mình phải nhà để ghế. Mua ghế không nhỉ cô nhỉ? Đây thì đang chờ đấy bạn. Sân này lùi được vào không bác? Để ngoài để ngoài khách ngồi nhá. Vâng vâng. Giờ đi vào trong này ít người hỏi lắm. Thế là cháu đi đến kia mới gặp người hỏi. Đi vào đây bao giờ? Vâng. Thế chỗ này à bạn? Vâng vâng. Thay bộ này thôi. Báo nước. Bộ này để cho lên trên kia. Rồi các bạn nha, xong là xong chuyến hàng đầu xuân nhá. Rồi thì em bắt đầu về đây. Rồi, xin chào các bác.